Chào mọi người nha. Thì có bạn hỏi nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gắn cái Google lên xe ô tô nha. Thì mình sẽ mua cái đế hích này. Đầu tiên là mình sẽ mua cái đế hích này. Mình sẽ mua thêm cái đầu này nữa. Này chúng ta sẽ hít lên kính lái ô tô. Sau đó chúng ta gắn cái này vào. Thì chúng ta sẽ kết nối với cái Google. Chúng ta sẽ gắn cái Google. Rồi chúng ta sẽ dẫn nó lại. Chúng ta sẽ hít cái này lên kính lái. Rồi gài nó lại. Vậy là chúng ta đã có thể kết nối cái Google với xe ô tô. Cái đế hích này mình có thể gắn lên các bề mặt phẳng như là kính kính cửa, kính cửa, kính kính chắn gió. Rồi, đây là một cách đầu tiên. Còn có thêm một cách nữa là đỡ tốn tiền hơn, nhất là dành cho mọi người muốn dùng Google làm camera hành trình thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Chúng ta chỉ cần mua cái đầu này thôi, cái đầu này và con vít này. Chúng ta sẽ mua miếng dán 3M và dán cái đầu này. Một mặt chúng ta sẽ dán lên đây, một mặt chúng ta sẽ dán thẳng lên kính lái và nó sẽ như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ kết nối với gắn cái vào Google vào. Nó sẽ rất là nhỏ gọn. Và cũng chúng ta sẽ định hướng cho nó. Khi kết nối nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ kết nối. Rất là đơn giản. Mình có hai cái cách này. Nếu mà mọi người có cái cách nào hay hơn nữa thì có thể comment bên dưới nha. Còn nếu mọi người muốn kết nối chắc chắn hơn nữa thì chúng ta có thể mua cái này. Cái đế hút chân không này. Nó sẽ có ba cái đế hút chân không liên kết với nhau. Chúng ta có thể kết nối và gắn phía ngoài của ô tô thì nó sẽ đảm bảo cái độ an toàn cho cái Google. Rồi, video mình đến đây xin kết thúc nha. Bye bye mọi người.